Dạ, Thanh Liêm xin chào bà con cô chú cùng các bạn nha. Thì hôm qua nghe bác Tư là bệnh nó trở nặng hơn, thì từ bệnh viện Thốt Nốt mà đã đưa xuống bệnh viện trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì hiện tại bây giờ Thanh Liêm cũng đã tìm được bác Tư rồi nè. Thì giờ này thì thấy tình hình của bác Tư cũng tạm ổn rồi. Thì sau đây Thanh Liêm xin mời bà con cô chú cùng các bạn hãy theo dõi buổi trò chuyện của Thanh Liêm cùng với bác Tư nha. Dạ bác Tư, nay bác Tư sao bác Tư? Bác Tư khỏe chưa? Đỡ, còn chưa được khỏe không? Dạ. Bữa nay cô thấy bác Tư xuống sắc quá. Bên trời ốm. Dạ. Hôm qua sao dữ bác Tư? Hả? Hôm qua bác Tư bị tuột đường huyết hay sao dữ bác Tư? Con xuống không kịp, tối quá tối con xuống không kịp. Xuống kịp cũng hỗ trợ bác Tư với cô ba rồi cũng đỡ. Tối cô ba điện con mà con đi đâu không kịp đâu. Tối bác Tư không biết gì luôn à? nó xỉu dạ. Rồi sáng giờ bác sĩ nó bác Tư sao xét nghiệm máu đồ hết chưa? Chưa con. Dạ. Tư ăn gì chưa? Sáng ăn bác Tư ăn cháo rồi. Dạ. Thử nó đập cái đầu của bác nó vô trong cái tượng đó sưng. Dạ. Cục sưng cục hả? Có chảy máu không bác Tư? Chảy nước không à? Dạ. Nước dạ không dạ. Bác Tư bữa nay sò quá sò luôn cô chú ơi. Tại giờ Thanh Liêm đang ở dưới bệnh viện trung tâm thành phố Cần Thơ nè, cặp kế bên bệnh viện 121 của quân y á. Hồi tối là bác Tư không biết gì trơn luôn, coi như là hôn mê luôn. Đợt này chắc con nghĩ bác Tư về phải nên bỏ rượu quá bác Tư ơi. Bỏ lên ấy cho về bác uống đâu. Để cho nó ổn định sức khỏe lại chứ. Quá rồi, đợt này con thấy nó làm bác Tư quá làm rồi. Rồi bác cũng chết rồi. Bác Tư gùng quá gùng luôn rồi cô chú ơi, tại bác Tư gùng. Ủa sao bác Tư nó không cho bác Tư vô phòng nằm hả? Không cho mình vô phòng nằm sao? Cho không? Dạ, tính ra ngoài này đi tới luôn cho nó khỏe. Dạ. Sáng giờ cô ba có dưới này không có Tư? Hả? Cô ba? Có, không biết phải đi đâu không biết. Tại giờ bác Tư đang ở bệnh viện trung tâm thành phố thành phố ở cô chú. Thì đêm hôm thì cũng có coi Khánh Hoàng chia sẻ là đâu cũng tầm giấc khoảng 8 mấy 9 giờ đó là bác Tư trở nặng á. Rồi bệnh viện Thốt Nốt đã chuyển bác Tư xuống dưới đây. Có khi nào bác Tư đột ngột bỏ rượu mà nó bị gì không ta? Không bác Tư. Có khi nào bác Tư chủ động bỏ rượu đột ngột mà nó dẫn đến gì không? Ừ, đúng, bỏ rượu luôn. Dạ. Rồi nó làm mình vậy ha. Bây giờ coi giống như thử thách, thử coi bác Tư về bỏ luôn đi cho nó ổn rồi. Đợt này bác Tư chủ động bỏ rượu hay là tại nuôi nhóc rồi bỏ bác Tư? Hả? Bác Tư chủ động bỏ rượu hay nuôi nhóc rồi bỏ rượu? Chủ động bỏ rượu mà. Dạ. Rượu nó hại lắm bác Tư ơi, uống riết chết luôn á. Bây giờ nó còn dưới ba cái quá chắc không chứ không phải như rượu ngày xưa của mình đó. Con thấy bác Tư bỏ được con cũng mừng đó. Mừng cho cô ba rồi với mừng cho Lùng với em chị Lùng rồi. Còn mệt lắm sao bác Tư? Hồi nóng nóng, hồi ấn ấn là lạnh. Dạ, đó là triệu chứng khi mình bỏ rượu rồi nó giật giữ mình đó. Từ sớm dặn gì chưa? Hả? Từ ăn gì chưa? Ăn cháo rồi con. Dạ. Cũng mừng cho bác Tư cô chú ơi, bác Tư chủ động
bỏ rượu luôn đó, cho nên ngày mai nó mới làm bác Tư giữ thần vậy đó, cùng quá gùng luôn. Thì gắng chịu khó khoảng tuần lễ 10 bữa nửa tháng gì, từ từ bác Tư cũng ổn rồi. Thời gian đầu này nó gặp dữ gì đó. Mà ở dưới nó không có cách gì sao cho mình mà nó phải chuyển mình đi xuống đây dưới bác Tư. Sao nó kỳ quá. Bác Tư không chuyển lên Long Xuyên luôn á, nó gần hơn á. Con ba con kìa, bà xin chuyển xuống này nè. Dạ. Long Xuyên thì nó ngay, nó cũng hay hơn quận Thốt Nốt, bệnh viện đa khoa An Giang á, nó gần nhà nữa. Tối con đi ra, con đi xuống, chạy xuống tới Gò Bé là bắt đầu mưa lắc gắt. Nó cô ba dắt con xuống kịp quá, mà cô ba con nói thôi đi, con cũng khỏi xuống đi, xe đưa bác Tư đi rồi. Còn nghiệp cô ba tối Khánh Hoàng chia sẻ đấy, cô ba uống quán hết trơn. Làm gì làm cũng thương lo cho em mình. Sợ bác Tư có chuyện, thấy cô ba đứng nó cũng... Bác Tư về rảnh mà coi cái clip lại là cô bác Tư thấy thương cô ba liền. Tại bây giờ đang đứng ở cái công viên bên ngoài của bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ ở tầng 7, bà con cô chú cùng các bạn. Ở bên trong bây giờ này nó hơi ngột ngạt quá, bác Tư đi ra ngoài này ngồi cho nó thoải mái. Để xung quanh đây thì cũng có người thân của các bệnh nhân. Chào nhóc, về nào ạ? À? Em mới lên thì sáng. Mấy giờ? Chạy xe xuống luôn hả? Dạ. Ngày qua anh chạy xuống dưới nhà anh tìm em, anh không gặp, nghe anh hỏi cô ba thì cô ba nói em đi dắt gạo gì trên Cô Tô hả? Dạ. Em đi dắt qua đi lên tới số 10 chứ. Vậy hả? Rồi tối ngủ chảnh luôn hả? Vì nếu mà không có trường hợp của bệnh của bác Tư chắc phải ngủ chảnh luôn rồi. Dạ. Ây, chắc qua đi làm gì chảy đó. Rồi... mệt quá, chung người ngủ không hay, anh hai chồng Khánh thì kia mà... Em về tới nhà mấy giờ? Tới nhà 8, 9 giờ. Vậy hả? Rồi xong... 8, 9 giờ tối là em vừa về tới, là lúc đó là bác Tư cũng chuẩn bị đưa xuống đây. Dạ, chung là em ngủ, em cày chế độ, em lặn đó. Rồi chung là không... Ngủ đâu, ngủ trong nhà, chỗ nhà bác Tư hay là ngủ ngoài? Ngoài ngủ ngoài. Trên nhà của anh gửi. Anh gửi hả? Dạ, tại chỗ... vì xa quá rồi em không về. Chỗ tên gì, chỗ nhà anh gửi em tên gì? Tên Chép á. Chép hả? Dạ. Nè, chi ngày hôm qua anh đi xuống, anh lộ vô trong, anh nói trời, nhà cửa bỏ hết rồi, quang ra luôn rồi. Ba cái trái cây đồ của mình vậy, dưới người ta bẻ không nhóc, với lùn? Không, người ta không bẻ đâu anh. Trời ơi, đủ nhìn thấy mê luôn á lùn. Tại vì... chuối đồ. Người ta ăn, người ta bẻ trái hay trái à, người ta đâu muốn chặt cây mình đâu mà sợ. Qua cái đu đủ đó không mà nó chín một cái thu hoạch đem ra chợ bán cũng đã từ cái đầu, theo không? Theo bác Tư đi. Ông viên phòng tí vô loại ra nữa giờ. Này bác Tư thấy ông sò quá sò. Ông giờ cũng thúng quá trời, thúng là giờ. Giờ cũng cầu trời sao cho bác Tư cũng bỏ được rượu. Bác Tư mà ông bỏ lúc thời điểm này thì tuy ông hơi mệt thiệt đó, nhưng mà ông bỏ được rồi qua cái luồng này sau này ông khỏe. Uống chơi chút đỉnh đồ cũng vẫn được, chứ bây giờ nó đã xuống sức vậy là bác Tư mà cứ nhậu lại nữa là chung là bỏ được là bỏ luôn, chứ đâu có nhậu lại nó cũng vậy nữa, cái nào cả nó cũng vậy. Tôi thấy bác Tư đầu tiên là cô ba nó không biết giờ bác Tư mày sao, bây giờ cô ba nó điện lên nó nói với cô ba bây giờ mà thấy trong người nó không ổn, nó sợ nó không qua khỏi, nó cũng chối cũng tội cho ổng. Cô ba anh cũng khuyên cô ba bình tĩnh đi, gán giữ bác Tư ở lại bệnh viện chứ đừng có cho ổng về lỏng mệt đó. Ở đây vô bệnh viện dù sao nó cũng có thể nó truyền nước truyền dịch đồ á,
nhiều khi bây giờ đột ngột bắt tư bỏ rượu của nó bị tuột cái đường huyết trong người á, cho nên nó xảy đến cái trường hợp như là nó dễ lật ngang nó xỉu, mà đem về nhà rồi là mệt hơn nữa. Ở bệnh viện thì nhiều khi nó trở tay kịp, có bác sĩ đồ. Đây có bác sĩ, mình có chuyện này kia có bác sĩ liền, còn ở nhà thì có ai đâu. Ừ. Nhà mà lội mà đi cái đường đó không lên tới trên giường không chết rồi. Ừ, quá xa luôn. Anh đi hôm qua anh đi xuống anh lội thấy anh còn biết quýu. Gặp bữa nay bữa nãy em đi lên đây em đi bằng gì vậy? Lúc anh đi lên đây em đi bằng cầu thang bộ quá trời. Mệt quá trời luôn. Đi bằng thang máy đó. Trời ơi, là trời đứng đợi lâu quá, nghe Khánh Hoàng nó đợi lâu quá rồi anh đi lên bộ lên luôn. Nhóc giờ đang nằm trong bệnh viện Trảng An. Ừ. Chắc chưa chưa về anh ghé anh thăm chút xíu anh. Mà tối anh thấy lúc mà chia sẻ thì thấy nhóc nó cũng ổn rồi. Mong cho nó ổn đi, cho nó về nó định hình lại đi làm. Dắt cho nó đi dắt gạo đồ với em đồ đó lùng. Chung là nó cũng khó thì nó làm được cho hà, tại vì mấy năm nay nó không làm cho nó nhậu không đó, rồi sức nó không có. Chung nó mình vô làm là không biết công việc làm đâu, chung mình dắt lúa này kia mình cũng có tiền trả lại về rồi. Có tiền cho có cuộc sống đồ tạo dựng cho mình, là thanh niên trai tráng mà còn trẻ mà ăn nhậu nó là chết luôn cuộc đời nó là nhóc. Bây giờ ghét mà làm chứ mà không hoài suốt đời cũng vậy. Bây giờ mình làm chưa có ăn nữa mà cứ không. Đúng rồi, làm ít làm nhiều cái gì cũng phải làm, như tụi anh như vậy là cũng làm chứ đâu phải ở không đâu. Thấy cầm đi cái khơi này nọ chỗ này chỗ nọ rồi chứ thì chắc là mình cũng đi làm không, chứ không phải là mình ở không đâu, mà không biết giải thích sao cho nhóc nó hiểu. Ừ.